Thưa quý vị, Đoàn Thanh niên Trường Học viện Ngân hàng và Câu lạc bộ Chứng khoán đã tổ chức đêm chung kết cuộc thi Bản lĩnh nhà đầu tư 2019 dành cho các bạn sinh viên trên địa bàn thành phố Hà Nội. Đây là cuộc thi chuyên về lĩnh vực tài chính chứng khoán dành cho sinh viên khối ngành kinh tế tài chính, được tổ chức thường niên hàng năm, trải qua 8 lần tổ chức. Đến nay, cuộc thi Bản lĩnh nhà đầu tư là một trong những cuộc thi học thuật hàng đầu dành cho sinh viên trên địa bàn thành phố Hà Nội. Cuộc thi không chỉ giúp cho sinh viên có cơ hội học hỏi, trau dồi kiến thức và trải nghiệm đầu tư thực tiễn, mà còn là cầu nối cho sinh viên và nhà tuyển dụng. Ngoài việc tích lũy kiến thức và trải nghiệm hữu ích từ cuộc thi, các bạn sinh viên còn có cơ hội nhận được nhiều giải thưởng hấp dẫn từ ban tổ chức. Em cảm thấy rất là vui khi được tham gia vòng chung kết của năm nay. Mọi năm trước là em đều đi cổ vũ, thì đến bây giờ thì em cũng đã thể lên được đến sân khấu để có thể thể hiện. Thì bản lĩnh nhà đầu tư năm 2019 đã thu hút được hơn 1.000 thí sinh đăng ký dự thi online, và hơn 300 trải qua vòng online thì chúng tôi đã chọn được hơn 300 thí sinh tham dự bài test trực tiếp. Và sau đó thì chúng tôi đã cho các thí sinh trải qua các cái vòng đầu tư thực tế cũng như là giải quyết tình huống để chọn ra 5 thí sinh xuất sắc nhất. Ngoài các giải thưởng bằng tiền mặt, các thí sinh tại đêm chung kết còn được các công ty chứng khoán uy tín nhận thực tập thử việc ngay sau khi chương trình kết thúc. Đây chắc chắn sẽ là một bước ngoặt quan trọng của các thí sinh trên con đường khởi nghiệp, lập nghiệp sau này. Chúng tôi cũng rất vinh dự và tự hào được tham gia tài trợ cho cuộc thi này, để kỳ vọng là chúng tôi cũng có cơ hội tuyển dụng cũng như là tìm kiếm những cái tài năng để tham gia vào đội ngũ cán bộ tại công ty chứng khoán KB. Trải qua 8 lần tổ chức, cuộc thi Bản lĩnh nhà đầu tư được đánh giá là một cuộc thi uy tín, có chất lượng chuyên môn cao. Hy vọng rằng những năm tới, cuộc thi Bản lĩnh nhà đầu tư sẽ tiếp tục đem đến một sân chơi bổ ích và lý thú cho tất cả các bạn sinh viên có niềm đam mê kinh tế, tài chính, chứng khoán trên toàn thành phố Hà Nội nói riêng và trên cả nước nói chung.